Bắt đắp thay cơ. Ôi dồi ôi, mày làm như là sâm banh để mừng. Em định mừng à. Kiểu như mừng nhà mới bằng sâm banh à? Mừng nhà mới nhưng mà kiểu có chị kinh ngờ mất bao nhiêu nước rồi. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với TV. À, có một sự thật là đáng buồn mọi người ạ. Anh em mình vừa bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi. Điều thế sao anh ở cạnh nhà anh? Đuổi ra khỏi nhà và đi ra đây hết khỏi nhà rồi. Thế nên là hôm nay anh em mình sẽ quyết định làm một cái nhà bằng giấy vụn nhé mọi người nhá. Bìa cắt tông đấy. Làm một cái nhà để anh em mình chuẩn bị phương án 2, tức là tối còn có chỗ ngủ. Đấy. Bây giờ phải trước tiên là phải làm cái khung trước đã. Đấy. Mình thì kỹ sư xây dựng ra trường khá lâu rồi nhưng mà chưa xây được cái ngôi nhà nào nó tử tế cả. Ngôi nhà này là gì tử tế đấy? Thế nên là hôm nay quyết định là làm một cái ngôi nhà thật là tử tế. Đấy, để cho hoa đại ca trốn bị oánh. Đấy, gọi là sẽ xem nào. Thôi cứ thừa tí cho nó đấy. Hãy xem. Anh chẳng làm nhà rơm đi. Nhà rơm làm sao? Hôm nay anh em mình sẽ làm một siêu phẩm mang tên gọi là nhà đồng nát. Nhà đồng nát. Đấy. Mày có đào được lỗ không? Cao quá không nhỉ? Xem nào. Anh mày lại thua hổng không? Im để tao đo. Người ta phải tính toán gọi là tính kết cấu xem thế nào là tính chịu lực các kiểu chứ. Đấy. Hiểu không? Siêu phết đấy. Siêu phết. Nào mày thích nhà cao tầng nào? Tầng này. Yeah, thế thì thấp quá. Tầm này nhá. Ok. Đấy nhá. Làm thấp thấp thôi. Thấp thấp thôi hả? Nó mới ấm. Ấm à? Mùa hè rồi ấm cái gì? Thế đến đây nhá. Đấy, sẽ làm một ngôi nhà cho mọi đệ gọi là chuyên gọi là à thế thì to. Thế này thì to chả bằng cái lồng gà này mày, ăn chuồng gà này mày à? Chuồng gà to hơn. Thế. Em có chuồng gà này cho mọi ở. Đây. Đưa sao beng đây. Rồi. Sẽ chôn cột là hai cọc trước nha, hai cọc sau. Sẽ làm theo quả mái mái chéo nha, mái thái mọi người nhé. Hơi bị đỉnh cao đấy. Bên phải đào lên đào móng hả anh? À, từ từ. Ôi, anh không xem tuổi à? Hả? Xem tuổi à? Ở đấy, tao lấy đồ cúng động thổ đi. Lập đàn rồi. Lập đàn à? Cúng động thổ. Đấy. Em ngồi em lập đàn luôn. Làm xong cái khung cái anh em mình sẽ bắt đầu dính hết những cái kia ra nhá, cái bìa cắt tông lên. Bây giờ đào mấy cái lỗ đã. Để em đi lấy băng dính nhá. Ngôi nhà làm sẽ nhanh nhất Việt Nam đấy mọi người, rất là kinh điển. Anh ơi, sao? Anh nhìn giống lều vịt không? Vớ vẩn. Chả thế. Lều vịt thế nào? Chả giống lều vịt à? Chưa biết đến gọi là ngôi nhà kinh điển bằng... Mới đây ta có bằng đại học xây dựng về làm lều vịt.
vâng đấy, tụt đấy à. Bên này nó ngắn quá. Được, ok hết. Anh làm chắc bao nhiêu thì nó gió lại đổ. Gió mà đổ được ấy, tao đốt luôn cái bằng đại học thể dục. Nhớ nhé. Đấy, mọi người đã tưởng tượng ra được cái khung sườn sườn chưa? Đấy, đây là mới chỉ là buộc tạm thôi, bây giờ anh em mình sẽ buộc chắc. Chẻ hết nan này, buộc... À đây là đằng cửa, tí nữa sẽ thiết kế cửa sau. Sẽ làm nan ở đằng này, 1 nan, 2, 3, 3 nan nữa, 3 nan, 9 nan nữa. Có cửa chính này, hai bên cửa sổ, đấy, nó phải mát mẻ. Ta lấy dao lên thì chẻ cây. Em làm cái cửa nhà này phải có 102 luôn. Đây nhá. Chỗ này thì cắt vào đi, đục thêm một cái thanh ngang nữa vào bên đây. Đấy, mọi người đã tưởng tượng được chưa? Đây sẽ là cửa chính này. Đây sẽ là cửa chính này, mở ra mở vào đây này. Còn thanh ngang ở đây là dù đây nhá, sẽ làm một cái cửa sổ và lật ra như kiểu Phan Kim Liên làm rơi cái que ấy. kiểu cửa sổ Phan Kim Liên đấy mọi người. Chưa? Mày chưa xem phim phim mình à? Em chỉ xem cho phim võ tổng Kỳ Thiên Đồ Long Ký thôi. Ừ. Nào làm đi, nhanh lên. Chưa đấy. Cơm dở. Em buộc chắc cái này lại nhá. Buộc đây. Chắc à? Thôi. Phải làm mà cố gắng làm chắc tí mọi người. Đấy. Mọi người có thấy được toàn cảnh ngôi nhà này chưa? Bay phết đấy, đấy. Kiểu làm từ sáng mới được có cái khung ấy. Đấy. Lấy dây thép, cắt thêm dây thép ra. Chữa lợp được. Còn bên này nữa. Bắt đầu đây nhá mọi người. Sau đó anh em mình sẽ dán giấy. Đấy. Dán giấy xung quanh đấy. Tí nữa phải cắt vào đây thì mới dán được. Dán xung quanh như thế này. Đấy này. Mọi người cứ tưởng tượng như thế này này. Đây. Đấy, nó sẽ mặt bên này nó sẽ che kín hết đấy. Đấy, kín bên này này. Đấy, kín tiếp vào đây này. Kín tiếp vào đây này. Kín tiếp đây này. Trên này thì sẽ trên này sẽ lợp thế này. Đấy. Dán băng dính nhá. Không nguy hại đến môi trường. Đấy, thấy chưa? Mọi người đã thấy tưởng tượng được chưa? Mường tượng được cái túp lều lý tưởng nhỉ? Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu nào em ơi? À, được rồi. Rồi. Cuối cùng cũng xong được cái khung rồi mọi người ạ. Bây giờ anh em mình bắt đầu thiết kế đổ mái trước. Đổ mái á? Ừ. Thì anh không làm... À, không làm đấy à Liên Hoan nhỉ? Anh Thanh à, cho dù à? Tí nữa. Nào cũng vừa ăn uống nhỉ? Thợ thì lười. Thợ thì lười làm từ sáng không xong. Em thấy người ta xây nhà này. Bắt đầu bữa... Thế nào? Bữa gì nhỉ? Bữa đào móng này. Đào móng có đào đâu? Bữa đầu này. Bữa đầu là gì? Xong lại bữa dưới giữa này. Xong lại bữa lên mái này. Bữa xây nọ xây kia. Mà xây hồ chí người ta còn làm bữa. Làm bữa gì? Chả cho thợ ăn đi. Từ từ đi. Thợ cả đây mà anh chẳng đãi cái gì. Tí nữa thợ thì lười cũng rồi ăn nhỉ. Anh nghĩ là mua quả ăn mà làm. Ý mồm. Ăn lắm. Đấy bây giờ nhá. Cắt phần đấy đi. Nối vào đây xong rồi đổ mái luôn. Nào đưa tao cắt cho. Thôi mày biến đi, mày lại cắt cái khác đi. Ơ, à, em cắt đâu này? Cắt để cho phẳng nhé mọi người nhé. Cắt này mưa đỡ rột này. Mưa còn chạy thôi nhà. Đố anh chấm ở đây đấy. Đấy. Hơi bị kinh điển đấy, quả nhà này. Tí nữa thiết kế anh em mình liên hoan ở trong nhà luôn. Gọi là khánh thành nhà. Mày thích ăn gì? À, cua hoàng đế nhá. Dạ. Cua hoàng đế nhá, gỏi cua hoàng đế nhá. Gỏi cua hoàng đế. Đây. Nào đây, vòng cái này lại. Để cắt bên này chưa ạ? Dán đây.
Sao 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 sao. Rồi. Cướp vào nhau. Đấy. Để lên nhau tí. Để lên nhau rồi mới lắp được. Đấy, rồi. Sao nhá. Đi đâu này anh ơi? Ấy. Anh là bán chi vụ về. Cái gì phá thế nhỉ? Em mà là chủ thầu á. Em đuổi việc anh nhỉ. Cho xuống dưới này. Tao sắp đuổi việc mời rồi. Nào, dán ra đi. Rồi, ok. Đó, nào đưa để test thử cái. Thế nha, test thử. Đây nha mọi người nha. Không dán bên trong rồi. Từ từ, test thử. Chắc là cửa thế nào đi. Ai sợ? Ủa đâu? Án. À nếu một mặt dài là riêng nữa là cháu. Rồi. Mình phải rất cái đo chứ nhỉ? Lập luôn. Không, phải cắt tiếp, dán tiếp sang đây, dán dọc làm sao để to ở đây ra nhé mọi người nhé. Đẹp quá đấy. À, cắt tiếp đây. Ai sợ? Đúng rồi, à, không nhận rột. Xong cái máy rồi mọi người ạ. À. Ê nhưng mà anh ơi. Hả? Nhà anh thơm phức nhỉ? Sao lại thơm phức? Tan Omo với sân siêu, sân lai với cả bánh sữa. Nhà mình nhá, riêng nhà mình sẽ không chết đói nhé mọi người nhá. Chưa vì chưa có này. Mì tôm. Có mì tôm chưa? Có rồi. Đó, mì tôm đâu? À không có. À chưa có mì tôm. Và, nhưng mà có sữa à, chua. À có bánh sữa này, sữa chua này, ăn được này. À, sân lai và comfort này không phải lau nhà nữa là thơm phức. Omo giặt quần áo. À bây giờ cho máy lên. Đấy, còn máy vẩy nhá, đang này đằng trước này. Nào, khiêng đằng kia đi. Đằng kia. Nào, 1 2. À cho mày đằng dưới này. Thấp, tao đằng kia. Kéo căng lên. Ơ, đập lên. À. Ôi dạ. Ờ. Ở đây con kia chỉnh đi. Kéo lên. Nào từ từ. Đây này. Đó. Đẩy lên tí nữa. Đẩy lên. Đó. Okay. Đó. Kéo sang bên đây. Đó. Kéo lên trên một tí. Rồi. Dạ. Thế nào? Cái này có vẻ tạo ổn đấy. Cả máy vẩy rồi hơi dài thì cả máy thẳng không ấy. Cắt bớt nhá. Anh ơi, bây giờ anh em mình bằng. Dán tường đây. Ờ, mày lấy giấy cho hết ra đi, chuẩn bị dán tường. À, đã xong cái phần mái rồi, bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu triển khai phần tường nhá. Em phải bớt đấy. Để kéo cắt đây. Anh đưa em một cái dây thép. À, gần tối rồi mọi người ạ, mà vẫn chưa xong công trình huyền thoại. Bây giờ sắp xong rồi. Sắp xong rồi. Làm nốt cái cửa nào, mới đi ra ngoài. Đấy. Làm nốt cái mặt trước của nó đã. Nào, ốp lên. Rồi. Nào. Chuẩn chưa? Bên kia cân chưa? Cân rồi. Từ từ để buộc một phát ở đây đã. Một phát đây đã. Giữ nhá. Ok. Cân nhá. Anh không chọc được lỗ luôn thì cứ phải bình tĩnh. Cái gì nó cũng phải bình tử đó. Công trình thế kỷ của nhà mình đấy. Đấy. Từ giờ là không sợ bị vợ đuổi ra khỏi nhà nữa rồi. Đấy. Có nhà riêng. Nhà riêng có khả năng phải nuôi bồ. Nuôi vợ hai ấy. Cái này là con nuôi chó ấy. Nuôi chó. Chẳng thế. Chó phải ở sang chảnh với đây, chó nhà em chân ở bên dưới mái polo thôi. Đây là sang chảnh à? Không dám ở mái chỗ, à mái giấy đi đâu. Trời ơi, bị sang chảnh luôn á, tí nữa sẽ review cho mọi người của nhà kinh điển của anh em mình á. Nào, chạy ngang nào, bên đây. Cấu nốt vào đây là xong đúng không? Đúng rồi. Nó bị siêu đấy. Cô đứng sang đấy không?
phải bỏ cái đầu. Nào, ổn chưa? Được rồi. Đấy, anh ấy làm cái máy ra đây. Từ từ, đấy, cục nốt đây đã. Cục nốt đây đã. À, dây thép, dây thép. Đây, nhiều. Anh ấy em tỉa đi nhé, đẹp nhé. Tỉa nó đẹp nhé. Không, đừng tỉa. Mày... mà thôi, cứ để đấy, để anh. Em chỉ tỉa. Phá hết cả công trình cái kỉ, chết. Đang đến giai đoạn cuối của một công trình đẹp mọi người nhá. Đang chát vữa. Công trình thế kỷ sắp xong rồi. Đấy. Nhưng mà anh có mang chăn ra đây không? Không, tí nữa đi. Hay là làm 24 giờ trong nhà giấy. Đấy, bây giờ tí nữa mình sẽ buộc chặt lại chỗ này nhá. Bây giờ mình sẽ thiết kế quả gọi là cửa sổ Phan Kim Liên nha mọi người xem. Rồi. Rồi. Cửa sổ to cho thoáng nhỉ. Nhỏ thôi. To cho thoáng. Dao gánh đều đấy. Như là tao phải thu đấy rồi cho nó ngắn lại. Dí vào giấy mà nó thu trở lại đấy. Đấy. Phải thu với giấy. Đấy. Đừng có thò tay vào trong rồi lại. Thôi ọp ẹp tí nữa mình sẽ cho nó chắc lại nhá. Anh làm to quá không đẹp đâu, rồi đó. To mới đẹp, nó mới thoáng nhà mắt cửa. Cửa là cửa sổ tâm hồn này rồi. Dạ. Dạ. Bây giờ đúng anh chán chưa? Lấy hai cái cây chống sang hai bên này. Đấy, bóc vào một lớp này đi. Lấy hai cây trống nhé. Cây nào? Cây trống để cho nó cửa sổ nó lên đấy. À, dán nút mấy bên kia nữa nhỉ. Đấy. Cửa sổ giả dụ lấy tặng một cái cây này trống cho mọi người xem cái nhỉ. Đấy. Tạm thời. Đấy. Ôi, anh để gà vào bên trong này. Đấy, từ từ. Cái làm gì đấy? Đây, để bớt. Đấy. Tạm thời để cho mọi người xem. Đấy, thấy chưa? Đấy, đây, nhìn này. Mây dạ vừa đi từ ngoài đấy. Cúi nhá. Đấy. Phan Kim Liên này. Đấy. Làm rơi kia phát vào đầu. Tây Môn Khánh này. Ai à? Đấy, thấy chưa? Tí nó khỏi vào đầu em ấy. Đấy. Tạm thời thế này đã. Anh em mình phải dán nốt rồi bằng mé đằng mé trong này nữa này mọi người. Còn một đây cho mọi người xem giới thiệu cho mọi người xem một tí ở bên trong này đi chị. Và đây review cho mọi người căn nhà lý tưởng của anh em mình vừa làm nhé. Hay là để cửa này làm cửa ngách nhỉ? Đúng rồi, nhớ đâu vợ anh đuổi cửa này còn chuồn cửa này chạy ra. Không điên à, mình vẫn phải làm cửa nhưng mở ra mở vào ở đây. À không được, như thế thì nhà nó sẽ mất phong thủy mày hiểu không? Sao cái lỗ cái à, quên cái lỗ cái cửa ra vào nhá với đằng ngách không được thông á à, được nếu mà thẳng cửa ra chính thì không được đấy chứ còn cửa ngách thì vẫn được đấy kiểu phong thủy nó sẽ như thế phong thủy đấy thấy chưa rồi làm nữa đây đấy sắp xong rồi xa đây để em đi cắt thêm giấy nhá các bạn ơi anh em mình đã
là xong ngôi nhà ước mơ bao nhiêu năm nay rồi đấy. À, dạ, không phải, nói chung là phải nói là đẹp phết đấy mọi người ạ. Đấy, ngôi nhà anh em mình đã thực hiện từ sáng và đến tận bây giờ là chiều tối rồi mới xong nhá. Tối. Bằng rất nhiều gọi là bìa cắt tông anh em mình đi xin được rất nhiều. Đấy. Không mất đồng nào đâu nghe, chê. Đấy, đây, toàn cảnh ở đây nha mọi người. Thấy chưa, mọi người thấy đẹp chưa? Đấy, chuẩn bị anh em mình sẽ khiêng giường, khiêng chiếu ra ở riêng. Ở riêng à, gọi là ra ăn tây ở riêng ấy. Một túp lều chanh, hai trái tim vàng ấy. Đấy, xìu ấy. Trái tim em đỏ. Thơ. À. Dạ. Chờ anh một tí. Cái gì? Một tí. Hôm nay anh em mình quyết định gọi là khánh thành nhà bằng rất đây là nhiều anh món ăn. Đây là anh khánh thành ấy. Mình nghe cái gì? Coi như một lần kia anh có mua lắm ngọt rồi. Coca kìa kìa. Giời, chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Đẹp phết đấy này. Hôm nay ăn cá tôm hùm Alaska với lại cá ngừ đại dương á. Đây này. Anh đấy. Bảo là khánh thành nhà. Anh bảo là khánh thành nhà anh mua cho tôm hùm chanh ăn nhá. Đây đây đây. Đây tôm đấy. Cá ngừ đấy. Đấy. À đây, bên đi để tao cho mọi người xem xung quanh toàn bộ ngôi nhà của anh em mình. Khánh thành nhà ăn chay thế nổi ấy. Ăn chay thì ăn chay mới tốt chứ. Ăn chay tốt cái gì? Đây, bê bạn đi. Đây, mọi người xem đây. Đó, một cửa chính này. À, một cửa sổ trước này. Một cửa sổ phụ này. Đấy, đằng sau này. Đấy, đằng sau đây. Đây, toàn cảnh đằng sau đây này. Đấy. Tất tần tật này. Đấy, thấy chưa? Đẹp chưa? Kín chưa? Tối này khéo mà đóng cửa với lại kia lại không sợ muỗi đâu nhỉ? Dạ. Tối á? Ôi trời. Thiếu vết đấy. Đấy. Đấy, còn một cái cửa sổ đây nữa này. Ừ, thắt điện luôn. Thôi, bây giờ bắt đầu anh em mình sẽ khánh thành nhà nhá. Bây giờ anh em mình bắt đầu pha mì tôm để chén. Hôm nay mình đốt bếp ở trong này nhưng mà kín quá anh em mình chưa làm cái thông gió được. Nên là thế nên là khói cồn nó cay mắt hiểu không? Thế là bây giờ anh em mình sẽ chơi kiểu đốt sôi xong rồi. Sôi rồi đấy. Đó. Cho mì tôm vào. Ăn hơi bị gọi là vít đấy. Đấy, một gói này. Đấy người. Này. Cái thời buổi bây giờ nhá. Mì tôm. Virus corona đang hành hành nhá. Mì tôm được còn ăn, đắt giá đấy. Ăn mì tôm trong cái nhà này á. VIP đấy, hoành tráng ấy mọi người ạ. Nào, hay là nhiều thế. Tốn mì tôm. Ăn nốt đi nhắm chẳng có gì. Mai mình ăn cái gì? Em tới nhà anh ta đem nhiều thế này ra cho sang thôi. Cho sang trong mùa corona đấy mọi người. Đấy. Nào. Ôi đừng cho cái mỡ mỡ. Cho mỡ vào, anh mỡ. Nào. Đâu đây? Bật nắp thay cơ. Ôi, mày làm như là sâm banh để mừng. Em định mừng kiểu à? Kiểu như mừng nhà mới bằng sâm banh à? Mừng nhà mới nhưng mà kiểu nó chỉ kinh nhớ em mất bao nhiêu nước rồi. Đấy. Đấy nhất rồi, nào, rồi. Chào. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Đây là bữa cơm đầu tiên của anh em mình trong gọi là túp lều lý tưởng mọi người nhé. Mì tôm. À, bữa ăn. Ăn mì tôm dai dòn sụt sụt. Mời tất cả mọi người nhá. Cũng có mọi người nhá. Thế tối anh em mình phải thiết kế làm à, không được. Mai mọi người ạ. Ngày mai anh em mình sẽ sinh tồn trong cái nhà này. À không phải sinh tồn mà gọi là thử thách 24 giờ. Đấy, mọi người mà thấy ý kiến sinh tồn ở trong ngôi nhà như thế này tuyệt vời. À, thử thách 24 giờ chứ nhỉ? Vâng rồi. Này. Nếu mà lắp lại kín, không cần không sợ muỗi rồi. Mai lắp cái điều hòa thiên nhiên vào đây nữa. Đó. Rồi điện thì có rồi này. À, nói chung là tủ lạnh. Tủ lạnh nữa cơ. Tủ lạnh ngốc rồi nhỉ. Sáng thế. Được đấy nhỉ. Làm một cái tủ lạnh ra này. Ê, anh ơi.
Không được. Cần. Ok. Anh dùng cái ấu đá. Ấy ơi, nó cũng chuẩn luôn đấy. Không. Mai phải ghế tủ lạnh đây này. Ghế sofa này. Đấy, xong rồi bàn trà này. Bàn trà uống nước ở đây à? Ừ. Anh em mình ngủ góc này. Ừ, quan trọng nhất là cái gì phải biết không? Đồ ăn. Đồ ăn thì có tủ lạnh rồi. Quan trọng nhất là cái gì mình biết không? Ừ. Ừ. Anh đỡ mà anh chỉ hiểu em phải tối á. Không, trêu thôi. Nói chung là ngày mai anh em mình sẽ sinh tồn trong cái nhà này 24 giờ nhá. Và nói chung sẽ chuẩn bị đầy đủ hết để anh em mình sẽ ở trong này. Và nói chung buổi sáng là phải đi hết đi nhá. Ừ. Đấy, sẽ xem thử thách luôn. Em hiểu cho tối nay để sáng mai. Mọi người thấy ý tưởng đấy tuyệt vời không? Vâng. Rồi cái nào? Vì một túp lợp chanh, anh không kia mà. Anh là của em luôn nặng quá. Vì một túp lợp chanh hai trái tim vàng thành công rực rỡ. Thiếu à, không phải thiếu. À, mình cố tình là để cái cửa không có cửa này cho thoáng á. À, hay là làm một cái cửa mà mở ra khép vào bên này nhỉ? Thôi. Chứ cái mai ở thì muỗi nó đốt chết à? Thôi đến mai mới làm. Hơi thiếu một tí, thiếu một cái cửa này. Anh ấy làm ở đây này. Vật sang bên này này. Đấy. Đúng rồi, anh phải làm đi, không mai con chó nhà anh nó vào nó liếm đấy. À ừ, tí nữa về làm luôn, không chó tối nay nó vào nó ở trước. Đúng rồi. À, quá đã. Tận hưởng thành công. Ui, quên mất, biết thế làm cái này ra đồng. Làm thử thách hai tiêu dùng hàng đồng thì được. Mình sẽ hôm nào mình sẽ anh em mình sẽ làm một cái nhà ngoài đồng đặc biệt hơn đến đây. Bằng cái gì bây giờ? Anh ơi, làm trên cây. Ờ, nhưng mà làm bằng cái gì? Không được bằng nhựa này, nguy hại môi trường. Cái này thì rất là dễ. Cái bìa cát tông này thì rất dễ, thế nên là không sợ ảnh hưởng đến môi trường. Anh làm bằng võng. Võng á? Võng là sao? Thằng khóc lại võng nằm đấy. Một mọi người thấy anh em mình nên làm một cái nhà ngoài đồng bằng cái gì là hợp lý nhất? Không làm bằng nhựa đâu nhá. Như hạn môi trường là có thể làm bằng cây. Nhưng cây nhiều người làm được. Khả năng là anh em mình sẽ làm bằng đất. À, đất khó làm lắm. Đất khó làm nhưng mà đất thì cũng là nó bị thường. À anh ơi, làm bằng rơm. Đây nó mới chất. Cũng được. Mọi người có muốn anh em mình làm bằng cái gì thì có thể inbox cho anh em mình dưới fanpage mình để dưới nhé. Tại vì cây này comment được thế mình đã. Bây giờ mọi người nhé. Ăn no uống no giống kiểu là võ tòng. À, sao? Võ tòng say rượu. Võ tòng say rượu. No. Hay tối nay làm luôn rồi? À không được, tối nay. Ôi trời anh ơi, tôi gà ăn. Ừ. Ôi trời, đi vậy cho gà ăn chút rồi. Quên mất tối nay chưa cho gà ăn. Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây này. Nếu các bạn thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một gọi là không comment được nhỉ? Rất là tiếc. Thì một like, một share và một đăng ký kênh, ấn chuông bên cạnh và chọn nút chuông tất cả. Đấy. Xin chào tất cả mọi người nhá. Hẹn mọi người ở cái clip mà thử thách 24 giờ trong chiếc nhà này nhá. Chào tất cả mọi người.